Đúng rồi, giống như là và nói chung là nó công thức của khô nhục đó, cái hương vị riêng của nó, mà miếng thịt mềm, mà cái mỡ của nó đó là giòn, nạc giòn, người ta kêu là cái hương vị đó, hoa luôn. Chị đi theo truyền thống hết á, khách lúc nào cũng nhớ chị. Chị muốn lúc nào chị cũng cũng làm cho thiệt ngon, chị có sức khỏe chị làm lúc nào cũng vậy, chăm chút cho hàng xô chị ngon vậy, khách tới hoài. Chị xôi của chị là chuyên về xôi mặn, xôi ngọt với xôi khúc. Nói chung là chị bán cũng được 27 năm rồi. 337 hẻm 337 nha, phường 1 Tân Bình, đường Lê Văn Sĩ. Bắt đầu thì bán từ 4 giờ đến 11 rưỡi. Từ năm 97 á là 27 năm rồi. Bắt đầu mẹ chị chuyên về xôi khúc á. Từ đó tụi chị tiếp nối tới giờ chị bán từ xôi mặn đến xôi ngọt cũng của gia đình hết. Xôi của chị là thập cẩm truyền thống, nó gồm có mấy cái món này là truyền thống của chị nào giờ nè, khách ăn theo chị mấy chục năm là nào giờ là vậy. Rồi từ đó chị nhân món lên, chị đi theo cái trào lưu với lại cái gu của khách ăn của chị á, đi theo lên cái chị nhân món lên. Món này đùi gà lắc mật ong, đùi với cánh lắc mật ong nè, thập cẩm gà xé trứng non, thập cẩm truyền thống, thập cẩm phá lấu xá xíu, thập cẩm tá lã, đặc biệt thập cẩm tá lã full topping luôn, đầy đủ topping. Topping của chị đây, một hộp tá lã full topping chị có nè, phá lấu nè, xá xíu nè, gà xé nè, trứng non, chả lụa, lạp xưởng, lòng mì gà xào sợi ớt. Còn riêng đặc biệt có cái món riêng nữa là kho tàu chiên bắc thảo. Đó là đùi lắc mật ong nè, cánh lắc mật ong. Cái này là phá lấu, cái này là xá xíu mỡ, đặc biệt xá xíu mỡ nha. Ở đây cái gu khách chị thích ăn xá xíu mỡ. Toàn bộ là chị làm hết, nhiều quá. 8 giờ là bắt đầu, 8 giờ sáng đó là bắt đầu rồi là lai rai làm tới 3 giờ rưỡi là xong. Giá cả thì từ 40 cho đến 60. Còn xôi ngọt thì 15-20, xôi khúc 15.000. Còn xôi mặn thập cẩm truyền thống ở đây của chị là 35-40. Đó, nó vậy đó. Rồi từ đó topping đi lên này từ 40 tới 60 nhân lên. Xôi ngọt thì có lá dứa nè, xôi gấc nè, đậu xanh dừa nè, nếp thang nè với đậu phộng. Giống như là nói chung là nó công thức của khô nhục đó. Cái hương vị riêng của nó, mà miếng thịt mềm làm bằng nạc dăm, dăm đầu mềm á, mà nó mềm, mà cái mỡ của nó là giòn, nạc giòn, người ta kêu là nạc giòn. Cái hai là mà xá xíu mỡ ăn đặc trưng lắm. Phá lấu thì cũng là cái hương vị hoa luôn, chị đi theo truyền thống hết á. Ruột non với lại tai với lưỡi mũi rồi nè, tới nói chung là phá lấu. Đó, có những cặp đôi họ đến đây họ ăn xôi xong rồi họ lấy nhau xong rồi sanh em bé có bầu ra ăn xôi, ăn xôi rồi lớn lên giờ nó dắt người yêu ra ăn xôi. Chà, chị bán 27 năm rồi. Có quận 2 kể cả nước ngoài cũng ấy, về họ về là đúng họ rồi, ra đây họ kiếm chị. Chị muốn khách lúc nào cũng nhớ chị. Chị muốn lúc nào chị cũng làm cho thiệt ngon, chị có sức khỏe chị làm lúc nào cũng vậy, chăm chút cho hàng xô chị ngon vậy, khách tới hoài.